Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Gần 1.700 tỷ đồng xây dựng đường Hồ Chí Minh qua Thái Nguyên và Tuyên Quang. Sơn La lan tỏa những việc làm nhân đạo. Lai Châu hội tụ sắc màu văn hóa giữa núi rừng Tây Bắc. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu tỉnh Thái Nguyên tới ngã ba Trung Sơn tỉnh Tuyên Quang. Tuyến đường có chiều dài gần 29 km với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tại Chợ Chu, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Điểm cuối dự án tại ngã ba Trung Sơn, giao cắt với quốc lộ 2C, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tuyến đường được đầu tư quy mô đường cấp 3 miền núi, bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 6m, vận tốc thiết kế 60 km/h. Riêng đoạn tuyến đi qua trung tâm xã Trung Sơn sẽ được đầu tư quy mô đường đô thị, bề rộng nền đường 14m, bề rộng mặt đường 10m. Việc đầu tư tuyến đường Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn nhằm từng bước hoàn thiện đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, đồng thời tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác vùng trung du miền núi phía Bắc và trên các hành lang vận tải từ Thái Nguyên và Tuyên Quang đến các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Năm 2023, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã tích cực tham mưu, chủ động thực hiện và hoàn thiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đặc biệt, thứ hạng của giáo dục Yên Bái đã tăng 2 bậc so với năm 2022 trên phạm vi cả nước. Năm 2023, tỉnh Yên Bái có gần 800 học sinh đạt giải trong các kỳ thi các môn văn hóa trung học cơ sở, trung học phổ thông, cấp tỉnh, quốc gia, tăng 103 giải so với năm học trước, đứng thứ 5 về số giải trong 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 27 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm trước và tăng 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt gần 99%. Tỉnh cũng đã có quyết định công nhận 85 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó công nhận lần đầu 20 trường. 100% các trường mầm non phổ thông đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số trong trường học. Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tiếp tục được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, các đơn vị y tế đã tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân được gần 76.000 lượt người, tổ chức tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho gần 1.600 trẻ dưới 1 tuổi. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai thường xuyên. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 18,7%, tỷ lệ thấp còi còn 30%. Trong năm, trên địa bàn huyện, có 19 ca dương tính với bệnh bạch hầu. Huyện đã nhanh chóng triển khai tiêm vaccine phòng bạch hầu được trên 47.000 liều. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Năm 2024, huyện Yên Minh tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, diễn ra thường xuyên và có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia. Trong năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên phối hợp với các ban ngành và 10 huyện thị xã thành phố tổ chức 29 sự kiện hiến máu tình nguyện, trong đó nổi bật là 2 ngày hội hiến máu tình nguyện, ngày hội Xuân Hồng và Hành trình đỏ, tiếp nhận được gần 5.900 đơn vị máu từ các sự kiện. Tinh thần hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Đây cũng là một trong những hoạt động an sinh xã hội nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, đùm bọc lẫn nhau, thể hiện sự sẻ chia đối với cộng đồng. Đấy,
Thưa quý vị và các bạn, khép lại năm 2023, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La triển khai thực hiện hiệu quả, hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị nhân đạo đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Là một trong những gia đình chính sách tại xã Triềng Ngần, thành phố Sơn La, được hội chữ thập đỏ các cấp hỗ trợ gà giống tạo sinh kế, phát triển kinh tế gia đình. Bà Đèo Thị Lánh, xã Triềng Ngần, rất vui mừng phấn khởi. Nhà nước và mọi người vẫn luôn nhớ đến những người có công, những gia đình chính sách. Gia đình tôi được hỗ trợ giống để chăn nuôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc hiệu quả để có thu nhập ổn định cho gia đình. Cũng giống như bà Lánh, anh Lò Văn Ngắm, hộ nghèo lâu năm ở xã Triềng Ngần, cũng không giấu được sự vui mừng khi được hội chữ thập đỏ các cấp hỗ trợ gà giống và thức ăn chăn nuôi. Gia đình khó khăn không có gì để sản xuất, hôm nay được cho gà giống thì gia đình rất vui mừng. Cảm ơn hội chữ thập đỏ đã giúp cho gia đình có cái để chăn nuôi, để có kinh tế. Đây chỉ là hai trong rất nhiều những hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Sơn La nhận được sự hỗ trợ của các cấp hội chữ thập đỏ. Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực, ý nghĩa đã góp phần động viên, chia sẻ, tạo động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế theo hướng bền vững, vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2024, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai các hoạt động nhân đạo hướng đến người yếu thế, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, Hội đã chuẩn bị hoạt động chăm lo Tết một cách bài bản, quy mô để đem đến cho bà con một cái Tết ấm áp đủ đầy. Chúng tôi phối hợp với Truyền hình Nhân đạo Việt Nam tổ chức một cái chợ Tết với quy mô lớn tại Bản Bui của huyện Phú Yên. Chúng tôi sẽ tổ chức trao quà cho 3.000 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Phú Yên được nhận quà Tết bằng rất nhiều hình thức. Trong năm qua, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt vai trò cầu nối, tiếp nhận, điều phối các nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, ủng hộ giúp đỡ bà con trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội. Qua đó góp phần lan tỏa nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, việc làm nhân đạo, nhân văn trong cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Lai Châu hội tụ những sắc màu văn hóa rất đặc trưng của 20 dân tộc, trong đó 4 dân tộc có dân số dưới 10.000 người. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa truyền thống riêng, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện qua trang phục, tiếng nói, kiến trúc, phong tục tập quán, tri thức dân gian, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật như dân ca, dân vũ. Cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 20 km, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường được du khách đánh giá là miền sơn cước thơ mộng và hữu tình. Tại đây, các giá trị văn hóa của đồng bào Lự vẫn được giữ gìn như một bảo tàng sống. Một trong những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống dân tộc Lự là trang phục được làm thủ công từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Đến 15 tuổi thì phải học theo bố, theo mẹ, được viết cái trang phục của dân tộc của mình. Ăn tiết, đám cưới hay là đi có việc thì phải mặc dân tộc bản sắc của mình. Đến Tây Bắc, du khách có thể bắt gặp hàng nghìn chiếc cọn nước bên suối, nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là những chiếc cọn nước tại bản Nà Khương, xã Bản Bo. Cánh đồng bản Nà Khương nằm cao hơn dòng suối Nậm Mu, nên người Thái ở đây đã làm 35 guồng nước để lấy nước từ dưới suối lên phục vụ tưới tiêu. Những cọn nước tự nhiên này trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách với không khí trong lành, được tận hưởng cảm giác bình yên, êm ả nơi núi rừng Tây Bắc. Đây là một cái điểm đến mà rất là tạo nên cho khách du lịch cảm thấy cái sự lý thú và có một cảm giác rất là mới lạ. Lai Châu cũng đã có một cái đề án trong cái chương trình trọng điểm, đó là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới. Sở hữu tiềm năng du lịch phong phú với nhiều điểm đến hấp dẫn, Lai Châu đã và đang tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực Tây Bắc. Thông tin dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 18 ngày 19 tháng 1 năm 2024.
Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Lai Châu nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Điện Biên có mây vài nơi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Sơn La có mây vài nơi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Yên Bái có mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Phú Thọ có mây vài nơi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Tuyên Quang có mây, đêm về sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Hà Giang có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai tới đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.